Xin chào tất cả các anh em cần thủ đông nhân cấp tổ quốc. Hôm nay shop lên mọi người một clip gồm 19 cây câu nha mọi người. Thì 19 cây câu này có những cây cần súp lỡ. Cây đây qua súp power gì nè, 23m9 này, cây này chỉ có 850k gamma nè. Đây qua rồi để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi anh tổng, nếu hàng lỗi cũng súp lên đó thì anh em cứ quay cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Lên cái thứ nhất là tham khảo. Thì cây thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần cứng 50 dài 3m9. Thì cây này một cây cần rút Patabat Fuji foil carbon. Cây này của hàng Papo gì nè, Super Nova gì nè. Thì fan là fan Fuji nhé, hàng nguyên zin. Fan là không lỗi fan nào hết, tất cả ok hết. Đây chỉ có đây, fan này nó bị rạn chỗ này à, chỉ một fan này thôi nha. Rồi tất cả ok hết à, hàng nguyên zin Fuji. Lóng ở trong thì còn tương đối mới nha mọi người à, không có xước xác gì nhiều à, lóng nhất mới, lóng thứ hai ok à. Nói chung thì tổng thể cái này còn mới à, tất cả các fan lóng ok mới hết. Định vị à, lóng đỏ ở trên nè à, sơn nhám nè. Thì cái này nó nặng là 330g, đọt 2 ly, giá cũng hai cây số 1, giá là 650k cộng ship nha. 650k là cây này thì quá ok rồi. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người một cây cần súp DS gì nè, 25-3m9. Thì cái này bát của nó là bát Fuji, phen là phen Fuji, phen rập. Thì cái này nặng là 390g, đọt 2 ly 5, giá công khai cái số 2, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship, foil foil carbon. 400 cộng ship cho một cây súp 25 3m9. Giá khá ok, hữu nghị luôn. Có xuất sắc nha, càng có xuất sắc. Thì cây này về cho anh em nào câu rền, câu lăng xê, câu ngâm thoải mái nha. Anh em có thể tháo ra làm càng tay cũng được, cũng rất ok. Đây cô này nó có xuất sắc nè đó. Thì không ảnh hưởng tới phôi nha, chỉ chóc sơn thôi nha mọi người đó. Thì phen bát Fuji đang hoàn chỉnh hết rồi. Giá thứ hai, giá là 400k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người một cây cần cũng là dạng súp lỡ. Thì cây này dài 3m6 nha mọi người, dài 3m6. Nếu so độ cứng thì cây này nó cứng ra tập khoảng 50 so với cần 2 khúc. Bát của nó là bát Fuji, bát Fuji FS7. Fan của nó là fan Fuji. Đây, fan Fuji nhé. Foil là foil dạng carbon sẵn. Rất là đẹp luôn. Xuất sắc nè, cần có xuất sắc nha. Những cây này thì dạng tinh lý rồi, giá cũng rất là hữu nghị. Nắm bên trên đây, xuất sắc. Lòng ở trên thì đẹp, cái quầy bớt xuất sắc đi ti nè. Đó, cái này về cho anh em là câu gần, câu ngâm, câu lăng xe cũng rất là ok luôn. Đó, đọc ở đây pen ok hết nha mọi người, hoàn chỉnh. Đó, không lỗi. Thì cái này nặng là 290g, đọc 2 ly 5, đọc cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Giá công khai cây số 3, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của hàng Bessel Wilson như nè. Cây này của Korea nha mọi người. Thì cây này cứng 20, dài 3m6. Cây này dạng anh em là câu cảm giác, câu lăng xê, săn chép. Lấy cái này đánh rất là ok luôn. Thì cây này nặng là 245g, đọt 2 ly. Bát của nó là bát Fuji FX7. Phôi là phôi sẵn carbon. Pen của nó là pen Fuji. Đây, phôi sẵn nha, phôi carbon đỏ. Cái lóng này trong mình rất là đẹp nha mọi người. Bên trong này của nó rất là đẹp luôn. Đây. Cũng đã đẹp nhá. Cứng 20 thôi. Sẵn găng guốc nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cây số 4, giá là 600 luôn nha mọi người, 600 cộng tiếp cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần súp power
Theo một cây cần của Daiwa thì cái này cứng 25 dài 3,9 nhé. Cứng 25 dài 3,9 thì anh em có thể câu gần, câu lục. Câu lục thì nhẹ tay thôi, đó, vì cái này nó 25 tương đối mềm. Đó. Thì cái này nặng là 335 g, đọt 2,4 L. Giá công khai cái số 5, giá là 750k luôn nhé, 750k cộng ship. Bát là bát Fuji. Fan là fan Fuji luôn nhé, fan là fan Fuji, fan rộng. Fan thì không lỗi, không lỗi cái nào hết. Bộ của nó vẫn là bộ Fuji. Voi là cặp voi sẵn nha mọi người, dạng sẵn răng gút nè, đó. Rất là đẹp. Không có xuất sắc gì nhiều voi hết. Ở trong này cũng còn tương đối ok nè. Cái này anh em nào về thì câu rất là yên tâm. Đó, càng thì tương đối mới, không xuất sắc gì nhiều. Đọt đây. Đọt nó sẵn rất là găng gút nha, rất là dày. Rất là đẹp luôn. Cần đại qua hàng carbon. Đó. Rồi, giá công khai cái số 15, giá là một giá là 750k cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 5, cái số 6. Tiếp theo cái số 6, cái số 6 lên cho mọi người một cây cần carbon. Carbon drone thì còn này super, cái này 3,6 nha mọi người. Cần này 3,6. Bass của nó là bass Fuji FX7. Fan là fan Fuji dạng fan gập. Đó. Fuji dạng fan gập. Thì cái này cứng cứng ra tầm khoảng 80 nha mọi người. Cái này cứng 80. Cứng 80 so với cần 2 khúc. Cái này khá là cứng. Nếu so với cần lục thì cái này cứng ra phẩm thẳng DX. Thì cái này nặng là 330 g, đọt 2,3 L. Giá công khai cây số 6, giá là 650k nhé. Thì cái này về cho anh em nào câu ngâm, câu tra, câu chép, lăn xe thoải mái luôn. Thì cây này cũng khá là cứng. Đó, anh em đánh lục, đánh gần thì rất là, thì cũng được nha mọi người. Đó. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Lóng bên trong này còn rất là đẹp nè. Rất đẹp nha mọi người. Đó. Không có xuất sắc gì nhiều luôn. Đó. Đây cũng vậy. Đẹp nhá. Đọc đây này. Đọc ok mọi người. Đó. Sẵn. Phen hoàn chỉnh hết, không lỗi. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 650k nhá. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần ISO. Thì cây ISO này một cây ISO khá lớn. Đó. Cái này đọt số 3 dài 5,3 nha mọi người, đọt số 3 dài 5,3 là ISO fan lớn. Đó. Thì cái này cây cần của Suzumi, một cây hàng thương hiệu của Korea mọi người. Bass của nó là bass Fuji. Đó. Thì cái này nặng là 365 g, đọt 1,7 L. Giá công khai cây số 7, giá là 700 luôn nha mọi người, 700 giá công khai số 7 luôn. Đó. Fan đây, fan hoàn chỉnh nha, fan Fuji hết luôn. Đó. Bộ Fuji hàng nguyên zin. Phôi là phôi carbon. Đó. Tất cả các lóng ok, có xuất sắc li ti nè. Đó. Có thể tránh sợi lóng ở trong thì sẵn nè, carbon sẵn nha mọi người. Lóng này cũng vậy, cũng carbon sẵn, cũng còn tương đối đẹp. Đây cũng vậy luôn. Đọc nó đây. Đọc đọc số 3 nha mọi người. Sẵn nè, bon nè, đó. Cái này về anh em có lần ISO. Đó, thôi anh em có thể hạ cần tay rồi anh em câu. Nếu hạ cần tay thì cái này gờ tầm khoảng 4H nha. Rồi, giá ổng khai số 7, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng xếp cái số 7. Tiếp theo cái số 8. Thì cái số 8 lên cho mọi người dạng cần súp lỡ. Thì cái này dài 3,9 m nha. Cần của Seabass Cutter. Và cần câu biển. Foil foil carbon. Bát tầm bát thẳng. Fan của nó là fan Fuji nhé. Fan Fuji. Thì cái này cứng ra tầm khoảng, để đo xem. Cái này cứng ra tầm khoảng 20-30 nha mọi người. Cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Thì cái này nặng là 294 g, đọt 2,3 L. Giá khai cái số 8, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship.
phôi điện, phôi carbon nè, đó. Thì cái này anh em về hạ tay cũng được, hạ tay về anh em đi săn hàng. Lóng ở trên đây nó bị lở nổ cái lớp sơn mà sơn bóng đó mọi người, đó. Không ảnh hưởng tới phôi nha. Đó. Cái carbon sẵn nè. Đọt carbon. Đó. Rồi, giá con tay cây số 8 da 400 nhé. Tiếp theo qua đây là lỗ ISO. Qua đây là lỗ ISO nha mọi người. Thì lỗ ISO này là lên cây thứ nhất, lên cây thứ thứ 9 cho mọi người. Cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần của Gamakatsu. Thì đây một dòng cần Gamakatsu khá nổi tiếng, hàng là đi Nhật. Bát bát Pusi nhé, bát Pusi. Coi là coi cần sẵn carbon nè, đó. Coi carbon. Thì cây Gamma này á, bán giá này thanh lý luôn, dạng giá cực kỳ hữu nghị, cái đọc số 2 và 5m6 thì giá công khai cái này là giá 800 thôi nha mọi người, 800k cộng ship cây Gamma. Thì cái này nặng là 350g, đọc 1 ly 2, phen hoàn chỉnh hết, không lỗi nha, không lỗi phen nào hết, đủ phen. Coi là coi carbon đó, càng rất là đẹp. Thì phôi của Gamma thì anh em biết rồi, nó có độ nảy rất là cao, độ nảy và độ chắc rất là cao luôn. Phôi nó đây ở bàn nha, rất là đẹp luôn, rất là ok. Các cả lóng ở trên đều rất là mới. Nó anh em có thể cái này về anh em có thể hạ cần tay để đi săn chép cũng được, rất là ok. Độ nảy rất là ổn, đọt nó đây. Dạng đọt long phụng nha mọi người. Khúc này khúc carbon nè, lên khúc trên đây là khúc statin, tháp tăng độ tải của cây cần. Rồi thì cái này nặng là nặng thông số đã nói, giá công khai cây số 9 giá 800 nha mọi người, 800k cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người vẫn là cây hàng hệ. Thì cái này một cây cần của Daiwa đây mọi người, đây một cây cần của Daiwa, bát là bát Daiwa carbon nhé, bắt tay qua bắt tay cao luôn. Thì cái này một cây tay qua đọt số 1 dài 6m3, nó đọt số 1 dài 6m3, dòng đai qua carbon Vicker. Đây một dòng đai qua cô Nhật sản xuất, có nút chụp nè, nút zin nhé. Phen của cây này là phen xít nha mọi người, phen là phen Fuji xít nhé. Đây nhìn dạng phen là ăn tiền liền đó. Thì giá cái này cũng dạng rất hữu nghị rồi, dạng giá cây số 10 là 800 luôn nha mọi người, 800 luôn đó. Đây phen là phen full xích, một phen này ăn tiền rồi đó. Phôi đây, phôi là phôi carbon sóng ít nè đó. Anh em nào quê mà hạ cần này xuống thì dạng đi câu gô, câu giết, câu chép thì rất là ok rồi đó. Không đụng hàng, carbon sẵn đây, dạng sẵn hai da, sẵn 3-4 lớp luôn đó, rất là đẹp nhé. Bồi sẵn trên đây thì dạng sẵn quăng đó. Thì cần thì có xước sát nha mọi người, cần có xước sát đọt ở đây đó. Sẵn gần gút nha, cần thế này thì khỏi bàn, phen ok. Thì cái này nặng chỉ có 274g thôi, đọt 1 ly 1, giá công khai số 10, giá là 800 nha mọi người, 800 cộng tiếp cái số 10. Tiếp theo cái số 11, cái 11 lên cho mọi người một cái căn của Ryobi đó. Thì cái này hàng của Ryobi Nhật, bắt cái này đọt số 1.5 dài 5m3 nha mọi người, đọt 1.5 này 5m3, chất liệu là liệu carbon, bắt là bắt silen của Japan, bắt Pupsi nhé. Phen cái này vẫn vậy, phen cái này là một cây phen của phen xít nha mọi người, phen của xít xít đó, ăn tiền bộ phen này luôn, phen rất là xịn. Thì cây này giá công khai, giá cực kỳ mềm, giá chỉ có 650k thôi nha mọi người, 650k, cây số số mấy ta, số 11, 650k. Đây càng có xước sát, càng xước sát phôi carbon, càng tương đối xịn đó. Cái này về anh em lấy bộ phen ra đó, để bản cho anh em nào mà cần phen thay thế phôi thì anh em có thể câu hạ cần tay cũng được, hay anh em để vị câu cũng chắc là ok đó, không ảnh hưởng quy
thôi sẵn carbon nhé. Giá thì rất là mềm mại, 650k cộng ship. Đọc nó đây. Nè, khúc này là do cái phen nó chạy nè, chốc lớp sơn mọi người. Thì cần về nguyên zin sau đấy vậy. Đọc của nó là đọc carbon đặc nhé. Thì cái này nặng chỉ có 200g thôi, đọt 1 ly, giá không hay số 1, giá 650k nhé. Tiếp theo cây số 12, cây số 12 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì đây một dòng cần foil là foil carbon sóng X nhé. Đây, đây một dòng cần của Shimano. Thì cây là một cây Shimano ISO Batabat Pussy. Cây này giá đọt 1.5, giá 5m4, mà hàng của Korea xuất Nhật mà có đầy đủ. Foil của nó là foil Hippo X dạng carbon sóng X. Phen của nó là phen Pussy nhé, phen zin hoàn chỉnh hết. Thôi đây, foil sóng X nha mọi người. Mọi người có thấy foil rất là đẹp luôn. Foil sóng X carbon. Sóng X nha mọi người. Rất là đẹp, đẹp và hoàn chỉnh. Đây. Ở trên đây thì là sóng quăng. Đọc ở đây. Sóng quăng nhá. Khúc trên đây là khúc tháp, tháp sợi chỉ tinh. Không phải tháp của carbon đặc nè. Cần tương đối mới, ngoại hình gia tập khoảng 90% thôi. Đó. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly. Giá công khai cái số 15, giá là 750k nha mọi người. 750k cộng ship cái số 12, cái số 12 nhé. 750k cộng ship cái số 12. Tiếp theo cái số 13. 13 lên cho mọi người một dòng cần của hàng Wincross. Thì cái này đọt số 2, dài 4m5 nhé. Cái dạng ISO bè. Đó, cái này câu bè. Đó. Wincross hàng hàng của Korea. Bát của nó là bát Pussy FS6. Tổng thể cần còn rất là ok. Đó. Phen Pussy hoàn chỉnh. Rồi đến đây. Đó, foil carbon sẵn nha. Này cũng vậy, carbon sẵn. Tổng thể cần còn khá ok, đó, không lỗi. Rồi, qua nhanh cây số 13. Thì cái này nặng là 185g, đọc 1.6, giá là 600k luôn nha. Tiếp theo cây số 14. 14 lên cho mọi người một cây cần Simplit Slider, một cây ISO. Thì cái này đọc số 3, giá 5m4 nha mọi người. Bát là bát Pussy. Phen của nó là phen Pussy. Foil là foil carbon. Thì cây này giả công khai cây số 14, giá là 500, nặng là 290g, đọt 1.5. Đó. Giả công khai 14 là 500 nha mọi người. Đó, một cây càng carbon đọt số 3, giá 500 thì rất là ok rồi. Đó. Anh em về mà không thích chơi thì hạ tay xuống đánh cũng rất là êm luôn. Nếu đọt số 3 thì độ cứng càng tay ra tầm khoảng 4H nha. Đó, foil là foil carbon sẵn nè. Đó. Tất cả phen foil ok, đó, không có xuất sắc gì nhiều. Đó. Sẵn găng gốc nè, đọc ra tầm khoảng 4H nha, 4H. Phiên bát đọc hoàn chỉnh hết, foil foil carbon. Rồi, giá cây số 14 nha, 500 nhé. Tiếp theo cây số 15. Cây 15 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Bát tầm bát Pussy FS6. Cây này đọc số 1.5, da 5m4, hàng Ryobi, hàng của Korea xuất Nhật. Đó, mà có đầy đủ nhé. Thì cái này nặng là 210g, đọt 1 ly. Giá công khai cây số 15, giá là 500 người, 500k cộng ship cây số 15. Phen của nó là phen Fuji nè, phen hoàn chỉnh hết. Foil là foil carbon. Thì cần có xuất sắc, đó, cần có xuất sắc nhé. Anh em nào câu, không câu về hạ tay, đánh cũng rất ok. Mấy cây này dạng tùy vào địa hình địa điểm mà anh em có thể câu. Đó. Carbon sẵn nha mọi người. Đây không phải carbon sẵn.
sẵn dàn gút. Rồi giá công khai cây số 15 giá 500 nhé. Tiếp theo cây 16 lên cho mọi người một cây cần của hàng Ron Fit nè, cây cần carbon sẵn đọt số 1 và 5m4 đó. Bát là bát Fuji, bát Fuji FS6 thì cái này nặng là 228g, đọt 1 ly, giá công khai cái số 16 giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship. Khoen là phèm Fuji rồi sẵn carbon nha. Coi tổng thể ok, không có xuất sắc gì nhiều, chỉ có ở ngoài thì nó có xuất sắc thôi à, tất cả trong ok. Thì mọi người cứ xem cái nào chốt nó shop chụp hình cận cảnh cho mọi người xem ha. Đó. Rồi qua nhanh cái số 16 giá 400 nha mọi người, 400 cộng ship cái số 16. Tiếp theo sẽ có 17 lên cho mọi người một cây hàng Sunfit bán là bát Pussy, thì cái này đọc số 2 và 5m4. Thì tổng thể căn này nó ra tầm khoảng 90%, căn còn rất là mới luôn. Thì cái này nặng là 284g, đọt 1 ly 4, giá công khai cái số 17 giá là 550k nhé, 550k. Bát của nó là bát Fuji nè, phen là phen Fuji rồi, phôi carbon nè, phôi sẵn nha. Rồi cặp bao sẵn nha mọi người, đó rất là đẹp, đây cũng vậy, đọt nó đây, đó rất là ok. Thì cái này nè, cây 17 giá công khai là 550k nhé. Tiếp theo cây số 18 lên cho mọi người một cái căn của hãng gì không biết luôn, cái này của China sản xuất, cái lọc số 3 và 4m5, phen là phen hãng nè, bát tầm bát hãng đó. Nói chung là cái này bản dạng thanh lý đây, foil carbon, vậy anh em có thể câu không thôi hạ tay cũng được, rất là ok đó. Nói chung là tổng thể căn này mới, còn rất là mới luôn đó. Chỉ có xuất sắc vài điểm thôi, cái foil carbon. Nếu cây này hạ tay thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 5H nhé, 4H 5H đọt carbon nè. Thì cái này nặng là 272g, đọt 1 ly 6. Rồi giá công khai cái số 18 giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship cái số 18. Tiếp theo cái số 19, cái số 19 lên cho mọi người một cây càng dài 3m6 phen Fuji bị lai bu đó. Phôi là phôi carbon, cái phôi trong cũng còn rất là mới nè. Đó này về anh em có thể hạ tay đó. Hạ tay câu rất là ok, nếu hạ tay câu thì cây này ra tầm khoảng 3H thôi nhé, cây ra tầm khoảng 3H thôi. Tổng thể phôi trong thì còn rất là đẹp, không có xuất sắc đó. Ngoài đây đó, dài 3m6 bát tầm bát Fuji, thì cái này nặng là 176g, đọc 1.8, giá công khai cái số 19 giá 300 nhé. Rồi đó tổng cộng 19 cái cần lên cho mọi người hôm nay, nếu mọi người ưng cái nào chốt là shop số điện thoại shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.